Xin chào bạn, trong video này tôi sẽ chia sẻ với các bạn về cái mỹ từ Pháp cũng như là câu đối, tức là figures of speech và cái parallelism, tức là câu đối được sử dụng trên các cái mẫu design, những cái mẫu áo thun. Thì chúng ta thấy là các mẫu áo thun mà bán chạy thực tế đó thì thường là gồm một cái câu chữ slogan rất là đơn giản, ngắn gọn nhưng không kém phần tinh tế, cùng với một cái mẫu graphic design, tức là cái mẫu design cũng rất là đơn giản các bạn, thực tế ha. Sẽ minh họa cho điều tôi vừa nói. Các bạn hãy nhìn lên cái màn hình, ví dụ như là cái mẫu áo thun này, như bạn biết, rất là bán chạy ở nước Mỹ. Và đây các bạn thấy, trên một cái campaign, cái chiến dịch ở trên Teespring, là một trong những cái platform chuyên về áo thun ở Mỹ, thì cái áo thun với cái mẫu như bạn thấy ở trên màn hình đó, là đã bán được 4.669 áo đã được sold, và cái giá là $39.99, tức là $40, tức là gần coi như là 5.000 áo, 4.700 áo và $40 một áo. Và cái tác giả design ra cái mẫu này được ít nhất là 50% trên cái giá bán, tức là bán được $40 một áo thì cái tác giả đó, cái seller đó được $20. Bạn thử nhân $20 với 4.669 thì là một số tiền rất là khổng lồ các bạn. Tính ra là hơn 1 tỷ đồng Việt Nam. Chúng ta thử nghiên cứu xem cái mẫu này thì bạn thấy gồm hai cái chữ ha, và để cho nó lớn lên ta dễ nhìn thấy, thì hai cái dòng chữ đó là dòng chữ gì? Đó là cute enough to stop your heart. Còn cái hàng chữ dưới là skilled enough to restart it. Và trái tim là trái tim y khoa, ở giữa có nhịp tim. Đúng không ạ? Rồi, và cụ thể là trái tim như thế này các bạn. Đó, trái tim y khoa này thì thường là chúng ta vào các cái website mà chuyên môn bán cái những cái graphic design, đây là trái tim medical heart, và có và định hướng là có vector, và bên trong có những cái dụng cụ y khoa, và ta mua là khoảng chừng 5.000 đồng Việt Nam. Chúng ta có thể mua trái tim này, và sau đó chúng ta dùng Photoshop đơn giản và chúng ta viết hai cái câu chữ là cute enough to stop your heart và skilled enough to restart, đặt phía trên và đặt phía dưới, và chúng ta add ha, và chúng ta bẻ cong một chút xíu và bỏ một cái nhịp đập tim ở giữa, là coi như xong cái mẫu áo như các bạn thấy ở trên hình, với doanh số bán rất là khủng nha các bạn. Và cái campaign này á, đã kết thúc. Cái campaign này các bạn thấy đã kết thúc rồi, nhưng mà vẫn được yêu cầu, khách hàng yêu cầu là cái campaign này chạy lại, và vẫn có người order tiếp tục. Và nhiệm vụ chúng ta đây là chúng ta sẽ phân tích hai cái câu chữ này, lý do tại sao mà lại được khách hàng Mỹ ưa chuộng như vậy. Chứ bạn thấy trái tim y khoa, tức là cái mẫu áo này, chúng ta thử xem nội dung cute enough to stop your heart với lại skill enough to restart, thì chúng ta sẽ nghiên cứu các bạn. Tôi mở về cái phần Word đây, các bạn thấy, tức là cute, tức là nhí nhảnh hồn nhiên, một đứa bé ta nói là cute, tức là nhí nhảnh hồn nhiên trong sáng. Enough, cái động từ các bạn, cái tính từ cute cộng với lại enough có nghĩa là rất có thể, tức là rất là xinh xắn, dễ thương, rất là xinh xắn, có thể làm ngưng trái tim của bạn, tức là rất là xinh xắn, có thể làm tan chảy trái tim của bạn, làm trái tim của bạn đứng hình đó. Và skilled enough to restart, và cái skilled ở dưới là heavily vào, tức là rất là kỹ năng, rất là lành nghề, enough đủ, tức là rất là lành nghề, có thể làm restart, khởi động lại, start là bắt đầu, làm khởi động lại, làm trái tim bạn khởi động lại lần nữa. Tức là nội dung hai câu này có nghĩa là gì các bạn? Tức là rất là xinh xắn, dễ thương, có thể làm
tan chảy trái tim bạn. Nhưng một khi mà bạn bị tai nạn, bị hôn mê, bất tỉnh thì cái nhân vật này, cái người này cũng rất là lành nghề, rất là kỹ năng, có thể làm cho bạn hồi tỉnh lại, có thể là hô hấp nhân tạo hoặc là những cái thủ thuật về y khoa làm cho bạn hồi tỉnh lại. Tức là nhắm vào cái tệp khách hàng là những nhân viên chăm sóc, tức là những cô y tế, những cô điều dưỡng ở trong bệnh viện, trong vật lý trị liệu và trong nhà dưỡng lão. Nhắm vào cái tệp khách hàng là y tá 1 năm, 2 năm và những phụ y tá và những nhân viên điều dưỡng, vật lý trị liệu trong ngành y tế của Mỹ. Đúng không ạ? Kèm với một trái tim, như bạn thấy trái tim y khoa. Và tại sao chúng ta phân tích về phương diện ngữ học nha bạn? Cute với lại skill là từ đồng âm. Cute với lại skill là từ đồng âm. Tức là tác giả ta sử dụng cái thủ pháp mà chúng ta gọi là gì các bạn? Mà chúng ta gọi là alliteration. Tức là điệp âm, là cái repetition, là cái sự lặp lại, the same sound. Cái âm thanh nó nhá nhá, nó ná ná nhau, nhưng mà nó suggesting ideas, nhưng mà nó gợi lên một cái ý tưởng, một cái nghĩa hoàn toàn là bất ngờ và mới lạ. Là những cái cô y tá này á, thì rất là cute, rất là xinh xắn, rất là dễ thương, có thể làm trái tim bạn tan chảy. Nhưng một khi bạn bị bệnh, bạn bị bất tỉnh, bạn bị tai nạn, thì cái cô này rất lành nghề, có thể làm cho bạn hô hấp nhân tạo, làm cho bạn hồi phục, tỉnh dậy. Rất là tuyệt vời. Cute, skill. Vậy hai từ này, cái âm nó là na ná, là alliteration. Một cái là stop, một cái restart. Tức là đối, cái thủ pháp thứ hai là đối các bạn. Đối, ở đây là đối về nghĩa. Một cái là stop, một cái là restart. Tức là hai cái câu này, tác giả đã sử dụng hai cái thủ pháp. Một là mỹ từ pháp, cụ thể là alliteration. Và thứ hai là đối, parallelism, là đối. Trong cái hai câu này, tác giả ta sử dụng hai cái thủ pháp liên hoàn. Chính vậy khi người Mỹ nghe thì cảm thấy rất là hay, rất là sướng lỗ tai. Nhưng mà để viết và có thể sáng tác ra hai câu này thì phải đòi hỏi phải rất là vững về linguistics, về ngữ học, đúng không ạ? Một ví dụ khác minh họa về mỹ từ pháp, ví dụ như Beethoven. Tức là ở đây là cái quảng cáo, chỉ còn ba cái từ các bạn, quảng cáo cho dàn âm thanh nổi của Sony, có thể chơi được nhạc pop rock, nhạc nóng của Beatles, và cũng có thể chơi được nhạc Beethoven cổ điển, Beethoven tần số thấp tới nhạc Beatles tần số cao, và âm thanh thì phát ra du dương như cái tiếng những cái con côn trùng, những con bọ cánh cứng, và rất là du dương như là Beatles, như con Beatles, tức là cái con, ví dụ con dế mà nó gáy trong một cái buổi chiều hoàng hôn các bạn. Rất là tuyệt vời. Đây là cũng là tác giả đã sử dụng cái thủ pháp là alliteration, là điệp âm, là một trong 12, 13 cái thủ pháp mỹ từ pháp trong tiếng Anh. Rất tuyệt vời, đúng không ạ? Đó chính vì vậy mà cái design mà chúng ta vừa thấy đã đạt được cái doanh số rất là cao. Đó, đã bán được gần 4.700 áo và 40 đô một cái, và tác giả design ra cái này là kiếm ra, tính ra khoảng 1.7 tỷ tiền Việt Nam. Rồi chúng ta thử xem qua một cái câu khác nha các bạn. Xem kế tiếp là câu gì các bạn. Câu này rất là hay. Ok. Rồi chúng ta thử xem qua một cái câu khác là cái câu này, câu chữ này. Bạn thấy một lá cờ Mỹ làm cho nhuốm màu thời gian như là nhọ nồi các bạn. Hơi cũ kỹ ha. Và Photoshop chúng ta có thể làm được, được làm cách dễ dàng. Và một cái graphic design, một anh chàng quân nhân và cây súng chống xuống và quỳ gối, và với dòng chữ là our flag doesn't fly from the wind moving it. Lá cờ tổ quốc, cờ của chúng ta không phải bay từ cái ngọn gió mà lay động nó. It flies from the last breath of every soldier that died defending it. Tức là nó bay từ cái hơi thở cuối cùng của từng người chiến sĩ chết bảo vệ màu cờ. Tức là tờ cờ tổ quốc tung bay trong gió không phải do sức gió lay động, mà nó bay
từ cái hơi thở cuối cùng của từng người chiến sĩ chết bảo vệ một cờ. Đấy, bạn thấy có một cái sự contrast tương phản cũng là một cái thủ pháp thứ hai. Tức là bạn thấy là thường cái cờ tổ quốc á, thì nó bay là do sức gió trên cao, gió rất là mạnh nó bay. Mà trong khi đó là cái ý của cái câu, hai câu này là cờ tổ quốc lại không bay vì sức gió lay động, mà nó bay vì hơi thở của từng người chiến sĩ chết bảo vệ một cờ. Tức là cái hơi thở hò hè của từng người chiến sĩ dù bị thương nhưng mà vẫn chiến đấu tới hơi thở cuối cùng để chết, hy sinh, bảo vệ một cờ, thì cái cờ đang bay. Đó, thì mới là chức trên cái thượng kỳ, mới là cái cờ của đất nước chúng ta. Còn nếu không có những người chiến sĩ đó mà hy sinh vì màu cờ sắc áo, thì cái cờ đang bay ở trên cái cột cờ là cờ của ngoại xâm, là hệ cờ của giặc Tàu hoặc là Pháp hoặc là Nhật hoặc là Mỹ gì đó, đúng không ạ? Đó, đây là cái ý tương phản rất là hay. Và cái design này thì được tung ra bán vào những cái dịp, ví dụ như ngày lễ của toàn thể quốc gia, ví dụ ngày Quốc Khánh, ngày của chiến binh. Thì những cái design đó mà nó liên quan tới cái lá cờ tổ quốc đó, với lòng ái quốc, thì nó lay động hàng triệu trái tim. Vì không ngạc nhiên cái mẫu áo này bán cả 100,000 áo. Và nay rất nhiều những cái designer và những người bán áo thun trên Teespring, Amazon, eBay, bạn search cho bạn thấy cái mẫu này biến dạng rất là đa dạng. Và như cái người đầu tiên người ta bán được số tiền rất lớn, ví dụ như 100,000 áo, mà ví dụ như một cái áo này 10 đô được 1,000,000 đô, game over, cuộc chơi kết thúc, thì họ không còn có phải làm việc nữa, và họ để cho những cái designer sau, những người seller bán áo thun khác copy, và không rõ là cái tác giả đầu tiên là ai. Rất là tuyệt vời, đúng bạn. Đó, vậy cái thủ pháp ở đây đó là coi như là diễn ra một cái sự tương phản, cũng là một cái đối lập về ý nghĩa trong hai câu trên, đúng không ạ? Rồi kế tiếp chúng ta thử xem một số các cái mẫu áo khác nhé các bạn. Đó, ví dụ như cái mẫu áo này, một mẫu áo rất là hay các bạn. Đây, tức là bạn thấy không, ví dụ bạn search trên Facebook thì cái số lượng mà phụ nữ Mỹ đó thích con pet, con vật cưng, cụ thể con mèo, ví dụ như là 27 triệu, ha. Còn cái từ trên là bạn thấy chữ T, A, T và S, thì cái từ dưới là C, A, T, S, thì các bạn thấy hai cái từ trên và dưới giống nhau, nó chỉ khác nhau cái ký tự đầu tiên là T và C, cast, và dưới trên là TATS, là viết tắt của chữ tattoo các bạn. Tattoo là summon các bạn, là sum. Ví dụ như search cho nó là 27 triệu phụ nữ mới thích nuôi mèo và 8 triệu rưỡi người thích summon. Thì các bạn design ra cái mẫu áo mà có con mèo ha, thì ví dụ 27 triệu người Mỹ thích, và tattoo thì khoảng 8 triệu người Mỹ thích. Nếu mà design ra cái mẫu áo mà chỉ có một trong hai chữ này đó bạn, thì sao các bạn? Thì có rất nhiều người design, nhưng mà kết hợp vừa search trên Facebook cái tệp khách hàng vừa thích mèo phụ nữ mà vừa thích summon, thì ví dụ mình search ra được khoảng 2 triệu khách hàng, 2 triệu người Mỹ từ 18 đến 65 thích, thì cái design của áo này đáp ứng cả hai nhu cầu đó. Nếu bạn là cái người design ra mẫu này, một trong người design mẫu này, thì bạn hoàn toàn có thể bán được. Tức là chơi chữ các bạn, tức là chơi từng ký tự luôn. Tattoo không viết nguyên chữ, là tattoos mà biết là task với lại cast và con mèo. Rất là tuyệt vời. Thích nuôi mèo và thích là summon và thích, coi như là cả hai thứ, đúng không ạ? Đó, vậy ở đây cái thủ pháp tác giả sử dụng là gì các bạn? Tức là task and cast, và task là viết tắt của chữ tattoo, tức là cố ý là viết tắt đi để cho cái từ task này nó đối với cái từ cast từng ký tự T và C, A và A, T và T, S và S. Dù câu kế tiếp ha, bạn thấy đây, blessed by God, spoiled by my husband. Thì đây là cái mẫu áo bạn thấy, đây là cũng là cái mẫu áo mà chúng ta thấy trên hình đấy các bạn. Đây, blessed by God và spoiled by my husband. Chúng ta có số bán là được là 143 áo, và giá của một áo là 20 đô 99. Tức là blessed là được ban ơn phước lành bởi Chúa, bởi Thượng Đế, nhưng mà bị spoil, bị hư hỏng bởi người chồng của tôi.
đối và tương phản. Một cái là bless, được ban ơn sủng, ban ơn lành, một cái là làm cho hư hỏng, một cái là God, còn cái là husband, tức là chồng, tưởng là chồng chiều chuộng mình mà làm hư hỏng mình. Chúa chẳng hạn như là có những cái lời giáo huấn như là dạy, hay có vẻ là nghiêm khắc kỷ luật, nhưng mà sẽ là tốt, là thương cho roi cho vọt, rất là tuyệt vời. Cũng là đối, một cái là bless, cái là spoil, quá khứ phân từ ha bạn ha, là past participle, còn một cái là God, cái là husband ha, là Chúa và chồng của mình. Rồi tiếp theo là mẫu áo gì nữa các bạn, để xem còn mẫu áo nào hay không ha. Rất là nhiều mẫu áo sử dụng về Mỹ từ Pháp, chúng ta thử xem tiếp nha bạn. Đó, cái đấy là trick or treat, là chơi, những cái từ mà gợi lên đồng âm, cũng là alliteration, gợi lên ý tưởng đồng âm nhưng mà nghĩa khác nhau. Ví dụ như là Halloween thì những cái đứa bé thường á, là nó đòi candy. Nếu mà trick or treat, trick là sẽ bị tiểu xảo, sẽ bị nó đập cửa phá phách, là muốn bị đập cửa phá phách, hay là muốn đối xử tốt, hãy cho tôi kẹo, còn đây là hãy cho tôi rượu. À, những cái người mà tới gõ cửa vào đêm Halloween á, thì một là muốn được yên thân, yên ổn, hay là muốn bị phá phách, hãy cho tôi rượu, nếu không thì bạn ha, hoặc là quý vị hoặc các bạn sẽ bị phá phách, đập phá. The trick và trick từ ta ná đồng âm nhưng mà nghĩa thì hầu như là tương phản nhau, trái ngược nhau. Đó, cái tiếp, cái thủ pháp kế tiếp rất thường gặp trong tiếng Anh để viết SEO, tức là SEO, tức là Search Engine Optimization, tối ưu hóa cái bộ máy tìm kiếm, cái nhan đề đó các bạn, là cái thủ pháp Simile. Là trên Amazon mà bán 480 triệu món hàng vật lý đó, thì có một vài cái seller trong số hàng ngàn seller sử dụng được cái thủ pháp Simile này bạn. Tức là ví là một cái comparison, một cái sự so sánh hai cái vật thể khác nhau, gọi là ý tưởng. Và trong cái sự so sánh nó có từ like, as, or to. Tức là mình khi mình so sánh hai vật các bạn, hai vật, ví dụ mình nói là khỏe, anh ta rất khỏe, strong, very strong, super strong, siêu khỏe, thì chúng ta so sánh ví lại một cái con vật, một cái sự vật, một cái hiện tượng quen thuộc mà ai cũng biết. Thì ví dụ mình nói khỏe, rất khỏe, thì Việt Nam mình nói khỏe như trâu, buffalo, nhưng mà Mỹ thì nó nói là as strong as a horse, khỏe như con ngựa. Mà thực ra người Mỹ có lý hơn, lý do là đơn vị đo lường động cơ máy bay, xe hơi là mã lực, là sức ngựa, chứ không phải là ngu lực, là sức trâu. Còn mình nói là bà ấy rất giàu, rich, very rich, rất giàu, super rich, siêu giàu, thì cái hành ngữ trong tiếng Việt mình thường nói là giàu, nứt, đố, đổ vách. Thì tiếng Anh có hành ngữ là as rich as Rockefeller. Vì ngày xưa đó thì cái người giàu nhất là vua dầu lửa Rockefeller. Vì lúc bây giờ chưa có Bill Gates hoặc là Jeff Bezos là CEO của Amazon, bây giờ là người giàu nhất thế giới. Còn nghèo, mình nói là nghèo, là anh ta nghèo, anh ta rất nghèo, as poor, very, very poor, super poor, rất là nghèo, extremely poor, cực kỳ nghèo. Thì Việt Nam chúng ta có hành ngữ là nghèo, rất mùng tơi. Ở Mỹ, nhưng biết là có cái dậu mùng tơi không, chắc Mỹ không ăn canh mùng tơi, rau mùng tơi, mà người Mỹ nói là nghèo như con chuột trong nhà thờ, as poor as a church mouse. Vì trong nhà thờ thì con chuột nhà thờ chỉ có nhang với khói thôi, chứ không có gì để ăn. Còn mình nói là nhẹ, nhẹ, rất nhẹ, như bong bóng, nhẹ như không khí, mà người Mỹ nói là nhẹ như là as light as a feather, nhẹ như là cái lông vũ con chim. Vậy thấy những cái vali của thương hiệu Samsonite nổi tiếng trên thế giới có vẻ cái lông con chim, có con vịt gì đó màu trắng ở ngoài, as light as a feather. Việt Nam mình nói nhẹ như bong bóng, nhẹ như không khí, nhẹ như lông tơ. Còn nặng thì tiếng Việt và tiếng Mỹ giống nhau, as heavy as lead, nhẹ, nặng như chì, nặng như chì, nặng như sắt, nặng như đá gì đó. Thì Việt Nam chúng ta cũng có một cái câu thành ngữ na ná như là phương Tây, nhẹ như lông tơ, nặng tợ tơ hồng, lấy vợ lấy chồng, nặng tợ đeo gông vào cổ. Thì ví dụ câu kế tiếp ha, có thể là like as two nè, as ha, two nè, armies is to people as fish to water.
tức là quân với dân như cá với nước. Đó, thì quân đội thì phải gắn liền với nhân dân, phải dựa vào nhân dân làm nền tảng, thì giống như cá nó cần nước nó mới sống được. Đó là thủ pháp simile. Thì trong Figures of Speech có khoảng 12-13 cái thủ pháp về Mỹ từ Pháp nhé các bạn. Ở đây vì không có thời gian nhiều thì tôi chỉ trình bày một vài cái thủ pháp về Mỹ từ Pháp cho bạn xem. Và tôi thử ví dụ một số các mẫu áo nhé các bạn sử dụng Mỹ từ Pháp. Ví dụ đây bạn thấy Grandpa, the man, the miss, the legend, tăng cấp dần là ông nội, ông ngoại ha. Ông nội hoặc ông ngoại là người đàn ông, coi như là người đàn ông, là một huyền thoại, là một truyền thuyết, tăng dần cấp độ lên các bạn. Và cái tiếp là đây bạn thấy gì đây, là big leader, lớn và nhỏ phong chữ khác nhau, chỉ sự tương phản, có trên 107.000 người follow, tức là Mỹ thích các bạn. Thì trên dù trên các platform là Zazzle hay Teespring, Wandler, Sunfrog hoặc là Amazon, eBay thì đều có thể bán chạy. Đó là cái mẫu người Mỹ thích. Và kế tiếp, ví dụ mẫu này rất là đơn giản, bạn mang đậm sắc thái văn hóa của người Mỹ. Life is good, cuộc sống thì tốt đẹp. Đó là gì? Khi mà uống bia, Mỹ rất là thích uống bia và thích cái cuộc sống du thủ, du thực, như cái xe thùng đi chơi và cái lều, cái miếng tre này là lá cờ Mỹ. Và người Mỹ thì thích nuôi thú cưng là pet, con chó đây các bạn ha. Rồi, cuối cùng, như bạn thấy cái mẫu áo này đây các bạn. Đó, ketchup là cái cà tomat để ăn bánh hamburger, bánh McDonald's. Bạn nhé, cà tomat, tương cà tomat. Thì bless a form, my head, tomato là chơi chữ các bạn. Là coi như là ketchup là mình theo ha, ketchup mình theo Chúa đó. Thì mình sẽ được bless, được ban phước lành, ban ơn sủng từ đầu mà tới ngón chân. Là từ đầu tới đuôi thì chơi chữ là tomato and tomato. Trong chữ tomato, tomato này có sâu là ngón chân. Bless from my head to tomato. Ok, đó là một số ví dụ. Còn cái ví dụ cuối cùng rất là hay, tạo hình tượng các bạn. Tức là Mỹ từ Pháp là cách dùng từ với nghĩa bóng vượt cho khỏi nghĩa đen để tạo hình ảnh và sức mạnh và mang tính thuyết phục. Nó tạo sức mạnh cho cái từ. Bởi vì cái từ nữa, chúng ta dùng với nghĩa đen thì từ ngữ bay là đà sát mặt đất. Nếu chúng ta dùng từ được với nghĩa bóng á, Mỹ từ Pháp thì câu chữ bay bổng. Ví dụ như bạn thấy cây thánh giá dành cho đạo Công giáo hoặc là Tin lành. One cross, một cây thập giá ngang qua, và ba cái nails là ba cái đinh. Đó, ba cái đinh là đóng hai bàn tay của Chúa và hai cái chân. Một cái cross và three nails và forgiven. Rất là hình tượng mà ha, một cây thập giá cộng với ba cái đinh thì Chúa đã hy sinh, 1 + 3 = 4, Chúa đã given, đã hy sinh mạng của mình để cứu nhân loại. Rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Xin mến chào các bạn.